Ngoài hai mẫu xe MPV cực kỳ hot là Veloz và Avanza sẽ được Toyota Việt Nam cho ra mắt vào ngày 22 tây tháng 3, thì Toyota Việt Nam còn cho ra mắt thêm một mẫu xe mới nữa trong tháng 3 này, nằm ở phân khúc sedan hạng C, đó là Corolla Altis thế hệ hoàn toàn mới, sẽ được ra mắt vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Tại thị trường Việt Nam thì Corolla Altis thế hệ mới vẫn được bán ra với 3 phiên bản giống ở bên thị trường Thái Lan, cũng như là nó giống với một cái mẫu xe đang bán tại thị trường Việt Nam, đó là Toyota Corolla Cross, một mẫu xe gầm cao. Và Altis và Cross thì nó sẽ có chung một cái tên ở phần phía trước là Corolla, và một xe là Corolla Altis và một xe là Corolla Cross, và hai cái xe này nó tương đối giống nhau rất nhiều. Thì mẫu xe Altis thế hệ mới này cũng được bán ra giống như là Cross với 3 phiên bản. Phiên bản thấp nhất là phiên bản G, phiên bản giữa là phiên bản V và phiên bản cuối cùng là phiên bản HV Hybrid. Thì những cái điều khác biệt ở mẫu Altis hoàn toàn mới này tại thị trường Việt Nam là cụm đèn chiếu sáng LED Roadster, camera cùng cảm biến hỗ trợ cho gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Đây là lần đầu tiên mà Corolla Altis tại thị trường Việt Nam được tích hợp gói an toàn chủ động TSS này. Thì TSS là gói an toàn chủ động có mặt trên người anh em gầm cao Corolla Cross. Gói này bao gồm các tính năng như là đèn pha tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, hay là hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo va chạm sớm. Ngoài ra thì theo tiết lộ từ đại lý thì Corolla Altis mới còn có khả năng tích hợp thêm hệ thống cảnh báo điểm mù và cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên hai cái option này chỉ có trên phiên bản cao nhất là phiên bản HV Hybrid. Tại phiên bản mới này thì Altis cũng đã được trang bị là phanh tay điện tử và auto hold. Thì như vậy là trong phân khúc sedan hạng C thì Corolla Altis là mẫu xe thứ 3 có gói an toàn hiện đại cũng như là đã được trang bị phanh tay điện tử cũng như là auto hold, giống như là trên những cái mẫu xe Mazda 3 hay là Civic. Xét về công nghệ thì Corolla Altis 2022 được hé lộ nhiều trang bị cao cấp để cạnh tranh với các đối thủ như ghế chỉnh điện 10 hướng, màn hình 7 inch sau vô lăng, màn hình 9 inch trung tâm, điều hòa tự động 2 vùng và HUD, hệ thống đèn trước sau đều là công nghệ LED. Động cơ của Corolla Altis hứa hẹn sẽ có thay đổi, hai bản sẽ dùng động cơ 1.8 lít mã 2ZR FPE cho công suất 138 mã lực. Phiên bản 1.8 HV dùng động cơ Hybrid mã 2ZR FXE với động cơ xăng 1.8 lít công suất 97 mã lực, moment xoắn cực đại 142 Nm kết hợp với một động cơ điện công suất 72 mã lực, moment xoắn 163 Nm cho ra công suất tối đa là 122 mã lực. Corolla Altis là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có động cơ Hybrid.